Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái lễ cúng thổ địa để mà chuẩn bị dựng nhà mọi người nha. Của người Thái Đen quê mình mọi người ạ. Đây là thầy cúng đang làm lễ để chuẩn bị dựng nhà sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ sáng mọi người ạ. Thì đây là cái mâm cúng thổ địa nha mọi người nha. Thì mọi người có thể thấy là mâm cúng thổ địa ở thì gồm có hương này, một đĩa thịt gà này, năm chén rượu này, một bát cơm nếp này, một bát nước này, hoa quả, chè, thuốc. Ừ. Thì đây là nhà của em gái nhà chú mình nha. Nhà gỗ mọi người ạ, nhà gỗ 4 gian. Thì theo như thầy cúng bảo thì để dựng cái ngôi nhà này thì trong khoảng thời gian từ 6 giờ kém, từ 5 giờ, tức là cái thời gian là từ 5 giờ hơn đến 6 giờ kém là dựng là hợp lý mọi người ạ, tức là cái khoảng thời gian đấy là đúng cái thời gian để mà dựng. Ma chưa đây. Không ạ. Bây giờ là cái lễ cúng thổ địa để mà chuẩn bị dựng nhà đã xong rồi mọi người ạ. Bây giờ thầy cũng sẽ xem cái chân gà nha, xem là chân gà có đẹp không. Có bá để chân gà nhỉ? Piên thịt à? Lý cái mà piên thịt à? Chân gà khá đẹp mọi người nhá. Chân gà rất hồng hàng, tức là hồng hàng là khá đẹp đấy.